Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin an toàn giao thông phát thứ năm hàng tuần trên sóng truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những tin tức về tình hình trật tự an toàn giao thông diễn ra tại các địa phương trong tuần qua sẽ được chúng tôi đề cập tới trong bản tin này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm 16 người chết, 35 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020, tuy có giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, người bị thương, tuy nhiên một số địa phương tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí như huyện Bảo Thắng, Bảo Yên. Đặc biệt trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Lào Cai liên tục xảy ra tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, dẫn đến tai nạn giao thông, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện mục tiêu phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2020, Ban An toàn Giao thông tỉnh Lào Cai đề nghị Ban An toàn Giao thông các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban An toàn Giao thông huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, thành phố Lào Cai quan tâm chỉ đạo quyết liệt áp dụng các giải pháp mạnh, có hiệu quả đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thông tin từ Công an thành phố Lào Cai cho biết, đêm mùng 3 tháng 8, tổ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các hành vi vi phạm an ninh trật tự Công an thành phố Lào Cai đã phát hiện xử lý 5 trường hợp uống rượu bia, lạng lách đánh võng khi tham gia giao thông. Nhóm thanh niên này bị phát hiện vào khoảng 22 giờ 15 phút khi đang điều khiển 5 xe mô tô vi phạm luật giao thông đường bộ, như không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, dàn hàng ngang, chạy xe với vận tốc cao, lạng lách, đánh võng. Danh tính của nhóm thanh niên này gồm Thèn Văn Hiếu, sinh năm 2002, Tả Văn Hiếu, sinh năm 2002, Thào Văn Đại, sinh năm 2002, cùng trú tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, Lục Hiếu Tài, sinh năm 2002, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, và Hồ Văn Sơn, sinh năm 1996, trú tại phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Tại thời điểm kiểm tra, những thanh niên điều khiển phương tiện đều có nồng độ cồn trong hơi thở, điều khiển xe lạng lách đánh võng, xe không lắp gương. 3 trên 5 xe đã thay đổi trái quy định bộ phận ống xả, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Hiện Công an thành phố Lào Cai đã lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian này, cũng như các địa phương khác trong cả nước, lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai cũng phải căng mình phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thì tại một số nơi, lợi dụng đường vắng, nhiều đối tượng thanh thiếu niên đã cố tình vi phạm giao thông, gây mất an toàn xã hội. Hiện chưa có con số thống kê cụ thể nào về những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến vi phạm tốc độ và phóng nhanh vượt ẩu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Lào Cai xảy ra một số vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trước thực trạng này, việc tổ chức nhiều đợt ra quân tuần tra xử lý vi phạm sẽ được đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Lào Cai duy trì thường xuyên liên tục. Đội cảnh sát giao thông trật tự cũng xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát theo quý tháng, đã tập trung vào các cái lỗi là sử dụng nồng độ cồn, điều khiển phương tiện và phóng nhanh, đi không đúng làn đường, phần đường, để nguyên nhân là dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Bên cạnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, thì việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cũng sẽ được tăng cường. Đồng thời, đội sẽ tăng cường hệ thống camera giám sát phạt nguội các vi phạm. Các tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành tuần tra kiểm soát nghiêm cả ngày lẫn đêm để phục vụ cái việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Lào Cai, để giảm thiểu cái việc tai nạn xảy ra trên địa bàn thành phố cũng như là đảm bảo về an ninh trật tự an toàn giao thông. Với mục tiêu triển khai quyết liệt đồng bộ nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông vừa phòng chống dịch COVID-19. 6 tháng đầu năm, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Lào Cai đã xử phạt 103 trường hợp vi phạm tốc độ, xử phạt số tiền gần 380 triệu đồng, tạm giữ 49 giấy phép lái xe. Bản tin an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại cho các bản tin sau.